suy nghĩ của ba mẹ tôi mỗi khi thấy tôi làm gì đó. Tâm trạng tốt là có bồ, nhìn điện thoại cười là có bồ, hay đi ra ngoài là có bồ, ngẫu hứng hát hát là có bồ. Trong khi vứt mình ra đường cũng không có ai nhặt. Những số một gây ức chế cực mạnh. Một phút nữa thu bài. Điện thoại còn 1% pin. Wi-Fi một vạch. Đang chat với con BFF ngon lành bỗng nhiên thấy đũi BFF hoạt động một phút trước. Sau đây là niềm vui của tôi mỗi khi đi học. Niềm vui thiết thực của học sinh không hẳn là 9-10 điểm kiểm tra mà chính là thầy cô kể chuyện tận 20-25 phút thậm chí là hết tiết. Một thể loại người lúc nào cũng có trong lớp học. Có một thể loại người trong giờ kiểm tra tự nguyện nhắc bài cho mình, đến khi trả bài mình được 9 nó được 8. Nó quay qua mỉa mai mình suốt ngày chỉ biết chép bài người khác rồi ôm mặt ngồi khóc. Trong lớp luôn có một thể loại khẩu nghiệp như thế này. Tao ốm thì chê tao suy di dưỡng, tao mập thì bảo tao ham ăn, tao im lặng thì kêu tao không vui, tao nói nhiều thì kêu tao nói nhảm. Dòng thứ quỷ ma yêu nghiệt bỏ thói đó nha mày. Bạn sẽ a còng ai vào video này. Đứa giữ sổ theo dõi lớp là cái đứa mỗi khi mình nói chuyện là nó ghi tên mình vô sổ SNL. Còn tới khi nó nói chuyện là nó lại tỏ vẻ ngây thơ như không có gì xảy ra. Khi đứa BFF hỏi vô người yêu lý tưởng của tôi kiểu: người giàu thì tao không xứng, người nghèo thì nuôi không nổi, người đẹp thì không dám mơ, người xấu thì không thèm thích, good girl thì sợ, bad girl thì chơi không lại, cho nên sau này gặp nhau trong viện dưỡng lão nhé. Bạn sẽ a còng ai vào video này. Có một kiểu người nhớ được hết tên các quán ăn, các shop quần áo nhưng lại không nhớ nỗi mật khẩu mà mình tự đặt ra. Top những câu nói dối kinh điển của mọi giáo viên. Ai nghỉ học trước Tết tôi hạ hạnh kiểm. Tôi không bao giờ dùng điện thoại khi đang lên lớp. Nếu tôi vào muộn 5 phút các em có thể ra về. Khái niệm tình yêu của các môn học. Lịch sử, tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân. Hóa học, tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra axit. Địa lý, tình yêu là một trận động đất trong tâm hồn và một trái tim làm ra núi lửa. Vật lý, tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất. Văn học, tình yêu là một quyển sách dày mà đọc từ trang đầu tới trang cuối vẫn không hiểu gì. Toán học, tình yêu là một phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và phép cộng của mọi rắc rối. Sau đây là định nghĩa về học của tôi. Học là gì? Học có nghĩa là cắm mặt vào sách, là cắm face vào book. Suy ra Facebook thẳng tiến.